Dạ chào cả nhà, hôm nay mình sẽ đến với buổi livestream hàng tuần thứ năm của thẩm mỹ viện BBT BB Thanh Mai. Thì cái chủ đề ngày hôm nay là mình sẽ nói về các phương pháp trẻ hóa da bằng công nghệ cao và cũng như là những cái phương pháp trẻ hóa da bằng công nghệ phẫu thuật. Thì hôm nay thẩm mỹ viện BB Thanh Mai hân hạnh được đón tiếp đó chính là bác sĩ Đặng Văn Tính, là bác sĩ bên chuyên khoa da liễu, sẽ giải đáp cho mình những câu hỏi thắc mắc mà các chị bây giờ mình thắc mắc là nên chọn những cái phương pháp trẻ hóa da bằng phẫu thuật bằng những cái công nghệ cao. Chào bác. Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream trực tiếp của thẩm mỹ viện BB Thanh Mai. Và hôm nay được có một chủ đề rất là hay là nên chúng ta nên trẻ hóa da bằng công nghệ cao hay là bằng phẫu thuật. Thì bác ơi, bác cho em hỏi là bây giờ hiện tại trên thị trường có rất là nhiều phương pháp cũng như là công nghệ để làm trẻ hóa da. Thì bác có thể nói cho em nghe những cái phương pháp, thứ nhất là những cái phương pháp mà trẻ hóa da bằng công phẫu thuật này và những cái phương pháp trẻ hóa da bằng công nghệ cao như bác nha. Thì theo mọi người được biết thì những cái năm mà năm trước đó, thì tầm khoảng 5 năm trở về trước, thì khi mọi người nghĩ đến một cái phương pháp trẻ hóa da mà căng da mặt thì mọi người hay nghĩ về phương pháp phẫu thuật. Chúng ta phải cắt da đi, rạch da đi và chúng ta sẽ để lại cái sẹo ở cái vùng tai của mình. Thì khi đó thì quý vị phải mất thời gian nghỉ dưỡng, nó cũng có thể tiềm ẩn những cái nguy cơ không an toàn. Còn đối với một số quý vị chúng ta mắc các bệnh lý về nội khoa, như là quý vị bị tăng huyết áp cao không kiểm soát hoặc là chúng ta bị đái tháo đường, thì cái việc mà làm vết thương nó cũng sẽ diễn ra rất là khó khăn. Vì vậy cái việc mà trẻ hóa da bằng phẫu thuật thì quý vị cân nhắc rất là kỹ. Thì vài năm trở về đây thì cái công nghệ nó lift cái thị trường lên, cái science đi trước, nó giúp cho quý vị có được những cái lựa chọn tốt hơn. Chúng ta cũng không cần phải phẫu thuật mà chúng ta vẫn có được cái công nghệ để mà trẻ hóa da, có một làn da tươi trẻ hơn. Thì bác cho em hỏi là khi nào mình có thể làm phẫu thuật này, và khi nào mình làm công nghệ cao nhé? Đúng rồi, nói như vậy nhưng mà quý vị hiểu là không phải là tất cả các cái gương mặt của khách hàng, tất cả các tình trạng lão hóa da chúng ta đều có thể xử lý bằng công nghệ cao hết được, và cũng hay là không phải tất cả một khách hàng chúng ta đều lựa chọn phẫu thuật. Thì chúng ta sẽ có hai cái nhóm khách hàng đó. Thì quý vị có thể biết được là khi quý vị mà làn da mình nó càng trở về lớn tuổi, nó sẽ bị trùng nhão hơn, quý vị xuất hiện rạch má rất là sâu, thâm rộng ha, quý vị có bọng mắt rất là nhiều, rồi có những cái nếp nhăn khóe miệng và tình trạng chảy xệ, có vùng sắc kinh xô, vùng bị khàm nhiều quá đó, mà quý vị có da dư nữa, thì quý vị có thể nghĩ đến cái phương pháp phẫu thuật. Còn nếu như mà mình chưa có xuất hiện những cái tình trạng đó, mình chỉ có hơi những cái vết nhăn ở trên mặt, cơ hơi đổ chút xíu, thì quý vị hoàn toàn chúng ta có thể lựa chọn những cái phương pháp mà trẻ hóa da phẫu thuật. Vậy bác có thể chia sẻ với các chị em hoặc là các khán giả khách hàng á, họ thắc mắc là cái ưu nhược điểm của phương pháp phẫu thuật các bác. Phương pháp phẫu thuật á, thì nó có những cái ưu điểm là quý vị biết là nó sẽ thấy liền cái hiệu quả lập tức sau đó. Sau khi làm quý vị đã thấy cái hiệu quả rồi, rồi quý vị sẽ làm một lần mà quý vị có thể duy trì được nhiều năm sau đó. Tuy nhiên bên cạnh đó thì nó có những cái nhược điểm, như là quý vị phải có thời gian nghỉ dưỡng nè, một quý vị phải chấp nhận một cái là chúng ta sẽ có cái sẹo sau khi phẫu thuật, và trong đó thì nó có tiềm ẩn những cái nguy cơ biến chứng về thuốc tê hay là thuốc mê hay là những cái tổn thương thần kinh khi chúng ta phẫu thuật. Vậy bác cũng phải chia sẻ với khách hàng là những cái ưu nhược điểm của những phương pháp công nghệ cao nha bác nha. Thì cái những cái công nghệ cao nó mang yếu tố là nó sẽ trẻ hóa da, thì đương nhiên nó sẽ khắc phục được những cái nhược điểm của phương pháp phẫu thuật. Ví dụ như là chúng ta cũng không cần phải nghỉ dưỡng, làm xong thì chúng ta có thể đi tiệc đi cùng bình thường, rồi chúng ta không có để lại sẹo, chúng ta không cần phải sợ những cái biến chứng mà về tổn thương thần kinh, những cái biến chứng rất là nặng về thuốc mê. Thì bác sĩ có thể cho em có lời khuyên là mình nên chọn cái phương pháp nào bác, công nghệ cao hoặc là phẫu thuật cho bác nha. Về cái lời khuyên á, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái khách hàng. Tức là quý vị bệnh nhân chúng ta có thể đáp ứng được, ví dụ như chúng ta có thời gian nghỉ dưỡng, chúng ta không có tiền sử về các cái bệnh lý nội khoa hoặc là dị ứng với lại thuốc tê thuốc mê, rồi quý vị là da trùng nhão nhiều, thì chúng ta có thể nghĩ đến cái phương pháp phẫu thuật. Còn đối với quý vị mà chúng ta còn trẻ thôi, lứa tuổi chúng ta còn khoảng 30 trở lên mà khoảng dưới 50, thì chúng ta cái làn da mình lão hóa chưa có nhiều, thì mình muốn đẹp một cách tự nhiên,
vừa đẹp mà da mình cũng sẽ là săn chắc hơn, bởi vì những cái phương pháp công nghệ thì người ta sẽ trẻ hóa da đa tầng, thì nó sẽ mang được cái ưu điểm khá là lớn. Thì quý vị có thể nghĩ đến phương các cái phương pháp và trẻ hóa da không hợp phẫu thuật. Thì bây giờ thấy trên thị trường có rất là nhiều công nghệ cũng như những cái phương pháp và cái thẩm mỹ viện mà có rất là nhiều, thì bác sĩ có thể cho em cái lời khuyên mình nên chọn cái thẩm mỹ viện nào nó chính xác hoặc là đầu đúng không bác? Cái này là chắc Thúy Anh cũng phải hiểu rõ bác sĩ chứ, tại vì quý vị biết là khi mà chúng ta cũng giống như chúng ta đi mua một món hàng thôi, thì đương nhiên mình cũng nên chọn những cái chỗ nào có uy tín, máy móc chính hãng, rồi có bác sĩ điều trị thì mình sẽ là an tâm hơn. Thứ nhất là về cái an toàn trong khi chúng ta điều trị, cho nên là cái châm ngôn của tôi là quý vị là làm đẹp nhưng mà chúng ta phải an toàn, tức là phải kết hợp giữa thẩm mỹ và y khoa bên cạnh, bởi vì đây là mình điều trị trực tiếp với con người, cho nên là cũng không phải là nó sẽ không có tiềm ẩn của nguy cơ, mà chúng ta phải đặt cái tiêu chí an toàn là Dạ, dạ rồi. Thì bác sĩ có thể chia sẻ với em là cái tuổi nào mình có thể làm phương pháp trẻ hóa da được không bác ha? Thì quý vị biết đó là trong tất cả những cái bộ phận trên cơ thể mình thì da là cái cơ quan sẽ bị lão hóa đầu tiên, bắt đầu từ 18 tuổi thì mình da mình đã bắt đầu lão hóa, nó sẽ biểu hiện mình tình trạng là chúng ta bị mất cái collagen đi, làm cho da mình nó trở nên chùng nhão và nó mất đi cái độ đàn hồi của nó. Thì qua 5 tháng quý vị sẽ thấy những cái nét lão hóa nó xuất hiện trên khuôn mặt ha. Thì thường thường từ 25 tuổi trở đi tới 30 tuổi về sau là quý vị sẽ thấy những cái nét lão hóa nó bắt đầu xuất hiện, thì lúc đó nếu quý vị quan tâm thì mình sẽ đi điều trị những cái nét lão hóa đó. Thì khi chúng ta điều trị sớm á thì cái việc mà chúng ta nó có hiệu quả đó, nó cũng sẽ nhanh hơn và nó kéo dài lâu hơn so với những cái làn da mình đã trùng nhão quá. Có khách hàng nào có hỏi là có cách nào không phẫu thuật nhưng da bớt nhăn chảy xệ không bác sĩ? Có cách nào, xin cảm ơn câu hỏi của bạn Thanh Nam nha, bạn có câu hỏi là không phẫu thuật nhưng da bớt nhăn và chảy xệ, thì đây có rất là nhiều phương pháp điển hình như những cái phương pháp phẫu thuật không hề phẫu thuật gì hết mà quý vị vẫn trẻ hóa da được, mà được các cơ quan ví dụ như là FDA Hoa Kỳ chứng nhận và Bộ Y tế Việt Nam chứng nhận, ví dụ như là công nghệ Optherapy hay là công nghệ Thermage, hay là gần đây có công nghệ là căng da bằng chỉ sinh học, chỉ tự tiêu, thì nó cũng mang được những cái kết quả rất là đẹp mà chúng ta cũng không cần phải phẫu thuật ví dụ. Thì địa chỉ bên em bên BB mình có hai địa chỉ nha, là số 2 Bùi Thị Xuân và địa chỉ còn lại là 158A Võ Thị Sáu phường 8 quận 3. Còn Hà Nội thì mình có là 74 Tô Hiến Thành phường Bùi Thị Xuân quận 2 Bà Trưng. Thì có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi với bác là làm dịch vụ trẻ hóa thì giữ được bao lâu bác ạ? Trẻ hóa thì tùy như hồi nãy bác sĩ có chia sẻ là tùy chúng ta phẫu thuật hay là chúng ta không phẫu thuật, thì nó cũng tùy vào cái công nghệ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó sẽ tùy vào cái lứa tuổi mà chúng ta đang ở cái độ tuổi bao nhiêu, thì nó sẽ tùy vào hai cái yếu tố đó. Cho nên nếu được thì chúng ta sẽ lên để chúng ta được bác sĩ thăm khám, chúng ta phân tích da độ lão hóa bằng hệ thống VCR, máy phân tích da, thì chúng ta sẽ biết được chính xác chúng ta đang mắc những tình trạng lão hóa như thế nào. Cũng có một chị đặt câu hỏi là rất là hay là công nghệ Thermage và công nghệ Optherapy khác nhau như thế nào các bác, để các bạn có thể chia sẻ và giải đáp cho khách hàng nhé. Thì ra cái công nghệ, hai công nghệ mà quý vị thường hay được nhắc tới, được mọi người rất là yêu thích tại vì nó không có hề xâm lấn, không mất thời gian nghỉ dưỡng và rất là an toàn, đó là Optherapy và Thermage. Thì hai công nghệ này nó sử dụng vào hai cái cơ chế khác nhau, một công nghệ là sử dụng sóng RF và một công nghệ là đó chính là Thermage, thì còn công nghệ nữa là Optherapy sử dụng công nghệ MFU, tức là sử dụng sóng xâm hồi tụ vi điểm. Thì nó đều là sử dụng cái tác động nhiệt hết để mà đưa xuống da và làm thay đổi cái collagen, nhằm chúng ta sẽ kích thích cái collagen mới nó phát triển một cách tự nhiên. Thì để tìm hiểu kỹ hơn thì quý vị có thể ngày 25 tới đây tại Thẩm mỹ viện Vitamin Mai cơ sở mới, thì tại Võ Thị Sáu quận 3 thì có diễn đàn hội nghị hội thảo về trẻ hóa da, thì quý vị có thể tới để chúng ta có thể tìm hiểu kỹ hơn. Mình có thể đăng ký cái chương trình hội thảo trên Facebook giúp em nha. Cũng có những cái bạn đặt câu hỏi rất là nhiều đó là làm mấy lần cũng trẻ đấy, Về công nghệ thì quý vị chỉ có thể chúng ta làm một lần duy nhất thôi, thì quý vị đã thấy rồi chứ cũng không có làm nhiều liệu trình mà chúng ta đi tới đi lui.
là tiện cho những quý vị mà chúng ta từ nước ngoài chúng ta về chúng ta cũng thể điều trị được. Công nghệ nào thì có thể làm căng da hơn bác ạ? Có câu hỏi của chị Huyền nè. Nãy giờ mình nói về công nghệ thôi. Cảm ơn chị Huyền nha. Công nghệ căng da thì rất là nhiều công nghệ nó giúp cho mình căng da khi mà chúng ta da nhăn bị trùng. Thì ví dụ như điển hình như là chúng ta có thể sử dụng therapy, dùng thermage, dùng căng da bằng chỉ sinh học, chỉ collagen, hoặc là chúng ta làm công nghệ cấy nano collagen, thì có rất là nhiều công nghệ có thể làm được về căng da. Cái này nó tùy thuộc vào cái độ tuổi của mình, tình trạng lão hóa da của mình để chúng ta có thể lựa chọn những cái phương pháp chính xác. Mình bên mình cũng có điều trị về bọng và thâm mắt nha bạn nha. Em thấy chị Quyên mình có hỏi là đi có điều trị bọng và thâm mắt không, bác sĩ dạy của mình có ạ. Thì điều trị bọng và thâm mắt của mình sẽ sử dụng là công nghệ therapy. Thì mời bác sĩ có thể chia sẻ với em ạ. Về cái bọng và thâm mắt nó là một cái chuyên đề chính, một cái chuyên đề rất là lớn trong cái vấn đề mà tình trạng lão hóa da, bởi vì có rất là nhiều cái nguyên nhân và cái tình trạng mà thâm và cuộn mắt của quý vị. Nó do rất là nhiều nguyên nhân, chúng ta có thể là do gen di truyền, chúng ta có thể là do mắc một số những cái bệnh lý về viêm da cơ địa, nó cũng sẽ làm cho cái mắt mình bị buồn thâm. Và nếu mà quý vị bọng thì nó thể hiện là cái tình trạng lão hóa của mình nó cũng đã nặng rồi, thì cũng rất là nhiều công nghệ chúng ta có thể xử trí được, ví dụ như là công nghệ therapy hoặc là thermage chuyên qua vùng mắt, hoặc là căng da bằng chỉ ở vùng mắt, hoặc là chúng ta điều trị công nghệ cấy HA vào để cho nó giải quyết cái vùng viêm lõm. Mỗi lần mà mình làm công nghệ này thì cái da của mình đã được bao nhiêu phần trăm tăng sinh collagen, bao nhiêu phần trăm đấy? Bao nhiêu phần trăm thì chúng ta lại quay lại cái câu chuyện là cái làn da lão hóa quý vị đang ở mức nào. Ví dụ giống như là chúng ta đi dạy một đứa bé cũng vậy, thì sau khi chúng ta phải lên nâng cấp từ từ cho bé nó tiếp xúc với lại ngôn ngữ từ từ, chúng ta mới biết là tùy vào cái trình độ, giống như quý vị có thể tưởng tượng được là tùy vào cái tình trạng da hiện tại của mình để có thể là mình điều trị. Có những quý vị là làm đó là làm một lần là nó hiệu quả ngay, tuy nhiên cũng có tình trạng lão hóa nhiều, chúng ta phải take từng step, chúng ta phải điều trị từ từ để có thể nó đạt được cái hiệu quả mong muốn của mình. Thì cũng có chị hỏi là bác sĩ ơi, mình trẻ hóa da thì mình giữ được bao lâu đấy? Nó lại trở về, nói chung là quý vị đang thắc mắc về chính bản thân mình, cho nên là để có thể mà chúng ta hiểu rõ được nhất, chúng ta có thể là tới những cái buổi hội thảo hoặc là tới trực tiếp những cái chi nhánh của Freedom Mind chúng ta thăm khám, và bác sĩ có thể là cho cái lời khuyên tốt nhất về cái làn da của mình. Còn chung quy á, một cách hình dung chung á, thì quý vị có thể là chúng ta có thể hiểu là cái quá trình mà điều trị lão hóa da và công nghệ cao á, thì nó tái tạo cái collagen một cách tự nhiên, cho nên vì vậy theo quá trình mình sẽ bị mất cái collagen đi, thì mình nên làm lại trong khoảng một năm thì quý vị có thể điều trị lại những cái công nghệ. Em chào chị Hoàng Anh, chị có hỏi là em 30 tuổi thì phù hợp hay là với công nghệ nào, thì cái này thì em mời các bác sĩ chia sẻ với chị, tại vì bên mình có rất là nhiều công nghệ. Thì chị có thể là mình để lại số điện thoại giúp em để các bạn tư vấn sẽ tư vấn kỹ hơn cho mình ha chị ha. Với cái tình trạng nãy giờ các chị chia sẻ với mình á, thì cái chủ nhật tuần này ở bên BB Thanh Mai mình sẽ diễn ra một cái buổi hội thảo vào lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 8 á chị. Những cái ngày đó thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho mình những cái phương pháp trẻ hóa da, và cái ngày đó mình tham dự mình sẽ được nghe các bác chia sẻ cho mình rất là nhiều phương pháp công nghệ trẻ hóa da hiện tại, và mình sẽ được có những phần quà cũng như là cái chương trình ưu đãi hấp dẫn hơn và những cái lời khuyên chính xác hơn từ chuyên gia các bác sĩ da liễu cho mình ạ. Và cái địa chỉ là mình là 158 Võ Thị Sáu, phường 8, quận 3 nha. Em xin cảm ơn bác nha, cảm ơn những cái lời khuyên cũng như là những cái thắc mắc mà bác sĩ nãy giờ đã đáp cho chúng ta. Thì hẹn gặp lại các chị cũng như là các khách hàng vào chuyên mục live stream 10 giờ sáng thứ năm hàng tuần nhé. Chủ đề tuần sau của mình là hiệu quả thực tế của phương pháp trẻ hóa da bằng công nghệ cao ạ. Và em cũng xin cảm ơn bác và cảm ơn cả nhà, và chúc cả nhà một ngày có một ngày năng lượng làm việc rất là tích cực và vui vẻ ạ. Chào mọi người. Chào mọi người.